Mặc dù nghi phạm Tạ Duy Khanh vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện dưới sự giám sát chặt chẽ của công an thành phố Hà Nội, sau khi dùng dao tự cứa cổ, tìm đến cái chết hòng trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật. Tuy nhiên, với những gì mà nghi phạm đã gây ra, theo các chuyên gia luật, anh ta sẽ phải đối diện với nhiều tội danh, trong đó có cả án tử hình. Nhưng liệu rằng có cơ hội nào cho nghi phạm hay cửa tử đã chính thức mở ra đối với Tạ Duy Khanh? Theo các chuyên gia luật, bước đầu cơ quan điều tra sẽ lấy lời khai của nghi phạm, lời khai của người làm chứng nếu có để làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi của đối tượng gây án, qua đó xác định hậu quả đã gây ra đối với nạn nhân và xã hội để xử lý theo quy định của pháp luật. Với kết quả xác minh ban đầu, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với nghi phạm Tạ Duy Khanh về tội giết người, được quy định tại điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015. Khung hình phạt cao nhất của điều 123 là tù chung thân hoặc tử hình. Ngoài việc điều tra về hành vi giết người, cơ quan chức năng sẽ làm rõ những trường hợp khác như cướp tài sản và hành vi xâm phạm thi thể của nạn nhân, tức hành vi phân xác nạn nhân ra nhiều phần để phi tang. Trường hợp kết quả điều tra cho thấy đối tượng không chỉ thực hiện hành vi giết người mà còn xâm phạm đến thi thể của nạn nhân sau khi nạn nhân đã tử vong thì sẽ bị xử lý hình sự về tội xâm phạm thi thể người khác theo quy định tại điều 319 Bộ luật Hình sự. Trước mắt có thể thấy nghi phạm Tạ Duy Khanh có thể sẽ phải đối diện với hai tội danh là giết người và xâm phạm thi thể của nạn nhân. Trong hai tội danh này, tội danh giết người là nặng nhất, Khanh có thể sẽ phải đối diện mức hình phạt cao nhất là tử hình khi động cơ được làm rõ. Mặt khác, cơ quan điều tra sẽ làm rõ đối tượng sát hại nạn nhân ở đâu, tức hiện trường chính của vụ án. Tại thời điểm được thực hiện hành vi sát hại nạn nhân có ai biết, chứng kiến, có hành vi giúp sức, xúi dục hay không? Nếu ngoài đối tượng gây án còn có đối tượng khác thực hiện hành vi giúp sức, xúi dục, thì các đối tượng này cũng sẽ bị xử lý về tội giết người với vai trò đồng phạm. Như vậy có thể thấy rằng, với hành vi dã man, phi nhân tính, nghi phạm Tạ Duy Khanh khó cơ hội thoát án tử trong vụ việc này, chiếu theo điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015. Vụ việc giết người phân xác phi tang cô gái trẻ do nghi phạm Tạ Duy Khanh sinh năm 1985 thực hiện được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội xác định là một vụ trọng án với tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Những nhận định ban đầu về hiện trường vụ án cũng đã được lực lượng chức năng chỉ ra với những tình tiết bất ngờ. Hiện kết quả khám nghiệm hiện trường chưa được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội công bố. Tuy nhiên theo các chuyên gia tội phạm học, hiện trường chính của vụ án không phải là nơi phát hiện ra các phần thi thể của nạn nhân. Tại các sông Hồng thuộc địa phận thôn 2 Giang Cao, Bát Tràng, Hà Nội, nơi phát hiện chân của nạn nhân HIN chỉ là hiện trường phát hiện thi thể. Bờ kè đá Miếu Bản, làng Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội là hiện trường hung thủ giấu xác nạn nhân. Hiện trường nơi xảy ra vụ án cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa được cơ quan chức năng công bố. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định hiện trường nơi hung thủ thực hiện hành vi sát hại, phần xác nạn nhân nằm ở nơi khác, rất có thể ở một phòng trọ hoặc thậm chí một căn chung cư nào đó, nơi nghi phạm có thể thực hiện hành vi thủ ác mà không dễ bị người dân phát hiện. Một bằng chứng khác cũng cho thấy hiện trường xảy ra vụ án nơi nghi phạm thực hiện hành vi thủ ác chính là chiếc chăn bọc thân thể của nạn nhân. Từ suy luận logic có thể thấy được hành vi của nghi phạm với diễn biến đối tượng sát hại nạn nhân sau đó phân xác, dùng chăn cuốn lại và dùng dây buộc chặt. Việc nghi phạm mang xác nạn nhân ra bờ kè đá tại địa phận xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội chôn lấp là công đoạn cuối cùng. Theo các chuyên gia tội phạm học, quá trình chôn xác phi tang, nghi phạm đã dùng các tảng đá đè lên thân thể của nạn nhân, sau đó đổ xi măng hồng bê tông hóa nơi chôn lấp nạn nhân. Tuy nhiên có thể do điều kiện thời tiết hoặc do mực nước sông Hồng đột ngột dâng cao đã khiến các phần thi thể của nạn nhân bị dền lên trong điều kiện xi măng chưa kịp đông cứng. Nhờ đó hung thủ đã bị sa lưới chỉ sau hơn một ngày thực hiện hành vi sát hại bạn gái. Ngay sau khi nhận được tin báo từ vợ chồng anh Đê làm nghề đánh cá trên sông Hồng về việc phát hiện các bộ phận thi thể tách rời của một nữ giới, ngay lập tức ban giám đốc công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ triển khai công tác điều tra làm rõ vụ việc. Công tác khám nghiệm tử thi được triển khai ngay lập tức. Thân nhân của nạn nhân sau đó cũng xác định HIN 17 tuổi, trú quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Theo nhiều nguồn tin, HIN hiện là người mẫu tự do, cô cao 1m62, được đánh giá thân thiện, hòa đồng. Gia đình đã lên thử ADN và nhận xét. Sau hơn một ngày vào cuộc điều tra, công an Hà Nội đã bắt giữ được nghi phạm sát hại rồi phân xác giả mang cô gái trẻ phi tang tại sông Hồng. Nghi phạm tên là Tạ Duy Khanh, sinh năm 1985, quê ở Thái Bình, trú tại khu đô thị Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội. Khanh được xác định là bạn trai của nạn nhân, hiện Khanh đã bị bắt giữ và được xác định là người yêu của nạn nhân. Vụ việc vẫn đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội điều tra làm rõ. Song, những chi tiết nóng ban đầu cho thấy sự giả mang tàn độc của nghi phạm Tạ Duy Khanh. Từ hiện trường phát hiện các mảnh thi thể của nạn nhân có tên viết tắt HIN cho thấy đây là một vụ án giết người phi tang với tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Nghi phạm đã thực hiện tội ác đến cùng khi ra tay quyết liệt tước đoạt mạng sống của cô gái. Sau đó, lo sợ hành vi phạm pháp bị phát giác đã nhẫn tâm phân xác nạn nhân để phi tang hòng che giấu tội ác. Khanh đã lường trước được quá trình phân hủy của tử thi có thể khiến nạn nhân nổi lên. Chính vì thế khi mang xác nạn nhân ra bãi cát thôn 2 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội phi tang, nghi phạm đã bọc kỹ xác nạn nhân, sau đó dùng các tảng đá đè lên. Đặc biệt để tránh bị người dân phát giác, nghi phạm đã đổ xi măng khu vực chôn giấu phần thân nạn nhân HIN. Phần còn lại là tử thi còn lại, nghi phạm mang ra Miếu Bản,
làng Giang Cao chôn giấu. Tuy nhiên, không hiểu vì một lý do nào đó đã khiến các phần thi thể của nạn nhân trồi lên, sau đó được người dân phát hiện và báo công an. Vụ việc thi thể ác hôi cuộc thi áo dài có tên viết tắt HIN nổi lên trên đoạn sông Hồng tại bãi cát thôn 2 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội vào trưa ngày 13 tháng 10 đã khiến dư luận bàng hoàng. Ngoài bức xúc trước hành vi vô nhân tính, tàn độc và hết sức dã man của nghi phạm Tạ Duy Khanh, sinh năm 1985, quê Thái Bình, ai cũng thấy xót xa cho thân phận thiếu nữ 17 tuổi với ước mơ đã khép lại một cách nghiệt ngã. Rất có thể, cái chết của ác hôi HIN sẽ không bao giờ được làm rõ, giống như vụ việc Lương Hải Như, cô gái mất tích đã hơn một năm và vụ án đã phải đình chỉ bởi cơ quan chức năng cũng như gia đình Hải Như, không thể tìm ra được bất cứ manh mối nào. Tuy nhiên, buổi trưa ngày 13 tháng 10, vợ chồng người thuyền chài có tên viết tắt là TMD đã đi qua đoạn sông đó, đã phát hiện một phần thi thể của nạn nhân HIN. Cách bờ chừng 30-40 mét, vợ chồng anh D thấy phần chân của nạn nhân nổi lên. Ban đầu cả hai vợ chồng anh đều bán tính bán nghi, nghĩ rằng đó chỉ là con manokan đã hết thời hoặc là ai đó tự tử. Nhưng khi tiến lại gần, cả hai bàng hoàng khi biết đó là chân người đã bị cắt rời. Ngay sau đó, bạn trai của anh D tiếp tục phát hiện một đầu người của nữ giới mắc trên bờ. Kết nối những tình tiết trên, ngay lập tức anh D đã nghĩ đến một vụ án mạng nghiêm trọng và vụ việc đã được anh D nhanh chóng báo cho lực lượng chức năng công an thành phố Hà Nội. Đến khoảng 15:30 ngày 13 tháng 10, anh D cùng với vợ quay lại hiện trường, phát hiện một khu vực có ruồi bao kính và nhiều dấu vết xi măng mới. Tiến tới để kiểm tra, anh D bốc vài cục đá đè lên trên chiếc chăn cũ thì phát hiện bên trong là một lớp xi măng rất mới. Nghi vấn có dấu hiệu bất thường, anh D đã gọi điện thoại trình báo lực lượng chức năng về sự việc. Có mặt tại hiện trường, lực lượng chức năng sau khi cạy bỏ lớp xi măng đã để lộ ra phần thân của tử thi. Phần thân người này được quấn trong một chiếc chăn và buộc dây chắc chắn. Theo nguồn tin từ công an thành phố Hà Nội, nghi phạm được xác định là Tạ Duy Khanh, bị bắt khi đang lẩn trốn tại nhà riêng ở Thái Bình. Khi được vây bắt, Khanh dùng dao tự sát nhưng bất thành. Hiện nghi phạm đang được cấp cứu, điều trị tại bệnh viện dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng chức năng. Theo cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội, vụ phân xác ác hôi cuộc thi áo dài phi tang tại sông Hồng được tìm thấy vào trưa 13 tháng 10. Nạn nhân có tên viết tắt HIN, sinh năm 2004, đang là sinh viên của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. HIN được cho là một nữ sinh sống khá khép kín. Tuy nhiên, theo thông tin điều tra ban đầu, sau khi bị bắt tại quê Thái Bình, nghi phạm Tạ Duy Khanh đã tiết lộ một vài thông tin cơ bản về quan hệ của đối tượng với nạn nhân HIN. Khanh xác nhận chị N là bạn gái của mình. Từ những thông tin trên, có thể thấy đời sống tình cảm của nữ sinh Đại học Sân khấu Điện ảnh HIN mặc dù kín tiếng nhưng cũng khá bất bình thường khi có quan hệ với một người đã có vợ và hai con là nghi phạm Tạ Duy Khanh, quê tỉnh Thái Bình, hiện đang cư trú tại khu đô thị Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội. Thời gian quan hệ yêu đương giữa nghi phạm và nạn nhân diễn ra trong bao lâu hiện chưa được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội tiết lộ. Mặc dù vậy, nhiều bức ảnh được cho là có liên hệ giữa hai người khá rõ ràng. Trong đó, bức ảnh selfie của Tạ Duy Khanh có bối cảnh khá giống với nạn nhân HIN. Cả hai bức ảnh này đều được cho là chụp trên cùng một chuyến bay. Hiện nghi phạm Tạ Duy Khanh đang được điều trị tại bệnh viện dưới sự giám sát chặt chẽ của công an thành phố Hà Nội. Khanh được cho là đã cố gắng hủy hoại bản thân bằng dao sau khi thông tin về ác hôi HIN được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là mạng xã hội. Tuy nhiên, nghi phạm Tạ Duy Khanh đã được đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch. Theo công an thành phố Hà Nội, công tác lấy lời khai sẽ được tiến hành ngay sau khi sức khỏe của nghi phạm ổn định và sẽ thông tin cho báo chí. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.